Xin chào quý vị, chị Khang xin chào. Ngày hôm nay thì các bạn có thể quan sát thấy trên màn hình một sản phẩm của Dell, đó là Dell XPS 9360. Thời điểm đầu năm nay thì Dell đã chính thức nâng cấp dòng XPS của mình lên chip xử lý Kaby Lake cùng với một số cải tiến bên trong. Ngoại hình thì vẫn được thiết kế mỏng, chất liệu nhôm xen với sợi carbon cao cấp, viền màn hình siêu mỏng. XPS 9360 được xem là một chiếc laptop doanh nhân nhỏ nhất thế giới với kích thước tương đương với một chiếc máy 11 inch và chỉ nhẹ 1,29kg mà thôi. Vỏ ngoài gồm nắp và đáy máy là một tấm nhôm cắt CNC, bề mặt được xử lý chống bám vân tay và dễ lau chùi. Các cạnh của tấm nhôm thì được vát nhẹ không gây cấn tay. Bên trong phần kề tay của XPS 9360 này được phủ một lớp carbon, có cảm giác êm tay và dễ chịu. Sợi carbon vừa mang lại họa tiết đẹp, cảm giác tiếp xúc cao cấp, vừa giúp máy giảm được trọng lượng đồng thời cũng tăng độ bền cho sản phẩm. Như vậy, cách thiết kế tràn màn hình với viền siêu mỏng chỉ 5mm sẽ mang đến sự tiện lợi cho những doanh nhân sử dụng. Kích thước bàn phím của XPS 9360 đều lớn tương đương với laptop 14 inch, với bề mặt bàn phím phủ một lớp hơi sần cho cảm giác êm tay khi gõ. Phím có độ nảy vừa phải vì phím chắc chắn và có đèn nền LED với 3 mức chỉnh sáng khác nhau. Tuy nhiên, hành trình phím thì hơi ngắn một chút, chỉ khoảng 1,3mm mà thôi, so với một hành trình phím 1,5mm như các laptop thông thường nên tốc độ gõ sẽ chậm hơn một chút. Đáy máy có hai dải cao su chống chảy xước, trên cùng đáy máy là một hàng khe nhỏ hút khí cho hệ thống tản nhiệt. Dell XPS 9360 vốn mỏng nên có rất ít cổng kết nối. Chúng ta chỉ có hai cổng kết nối USB 3.0, một USB Type-C đa năng và bạn cần phải mua một dây cáp chuyển đổi do Dell không tặng kèm theo máy. Phía cạnh trái của chúng ta thì có thêm một jack cắm tai nghe tích hợp microphone và bên cạnh phải thì sẽ có thêm một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh SD. Máy vẫn được trang bị hai loa công suất 1W đặt hai bên cạnh máy. Âm thanh đầu ra rõ ràng và đủ lớn để đáp ứng nhu cầu giải trí của bạn. Dell trang bị cho XPS 9360 này một màn hình 13.3 inch với một tấm nền IPS có độ phân giải là QHD hỗ trợ cảm ứng, được phủ bởi một lớp kính bóng bảy tràn ra sát viền, giúp sản phẩm trở nên lung linh hơn về chất lượng hình ảnh lẫn yếu tố thẩm mỹ. Tuy nhiên, lớp kính bên ngoài gây lóa khi sử dụng ngoài trời và bám vân tay khi sử dụng cảm ứng. Trong cấu hình của XPS 9360 có một số điểm nâng cấp rất đáng chú ý, đó chính là con chip Core 7 thế hệ mới Kaby Lake. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ RAM 1866MHz, ổ SSD chuẩn M.2 và viên pin 4 cell. Theo thử nghiệm làm việc với các tác vụ văn phòng như soạn thảo văn bản, lướt web thì thời lượng pin có thể sử dụng lên tới 7 giờ. Hiện An Khang đang có hai phiên bản gần 40 triệu đồng với cấu hình là 8GB RAM, 256GB SSD hoặc 43 triệu đồng với phiên bản 16GB RAM và 512GB SSD. Tất nhiên là máy có sẵn Windows 10 bản quyền và bạn có thể sử dụng được ngay khi muốn mua về. Siêu thị máy tính An Khang, cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!